cứ kêu đi ngủ thì các em nói con không buồn ngủ, mẹ nói không buồn ngủ lấy bộ bài ra ngồi đánh bài, hai mẹ con ngồi đánh bài, có khi kêu thêm mấy người hàng xóm nữa, bốn người đánh vậy đó, cũng cũng vui lắm. Em không có nhường mẹ chồng gì luôn hả? Dạ, vô xong bài là cờ gian bạc lận mà còn ăn gian nhau nữa, không có nhường gì hết. Mẹ nhanh hơn, nó lanh mắt hơn mình. Quá, chào cô. Dạ chào cô. Dạ mời cô ngồi. Chào chị. Dạ mời em ngồi. Chương trình mẹ chồng nàng dâu rất vui được chào đón hai mẹ con đến đây. Hôm nay hai người đẹp quá. Có thiết kế thời trang hay sao á? Bây giờ cô giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết đi nha. Dạ tôi xin giới thiệu, tôi Nguyễn Thị Ngọ, năm nay tôi 65 tuổi. Tôi ở số nhà 84, đường Cách Mạng 8, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Xin kính chào quý khán giả, chào hai MC tài năng và coi như là vừa tài năng mà lại vừa coi như là dễ thương. Cảm ơn cô. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào Lê Lộc và chào quý vị khán giả. Em tên là Lương Nữ Bảo Hiền, quê em ở Bình Dương, năm nay em 31 tuổi. Nghề nghiệp em là kinh doanh mua bán. Em làm con dâu của mẹ được 9 năm ạ. Wow. Mình có em bé chưa chị hả? Dạ, em có hai cháu. Bé lớn nhất của em là 8 tuổi. Bé nhỏ là được 4 tuổi ạ. Lần đầu tiên cô gặp con dâu mình, cô có ấn tượng gì không? Con trai thì nó không đẹp trai lắm. Nhưng mà cái tuổi nó đang quen thì nó đem về mấy cô rồi. Cứ dắt về chào rồi mà. Trong đó thì tôi lại thấy con bé này. Nhìn vô tôi thấy nó có cái nét là vừa dễ thương, vừa hiền, mà vừa coi như tôi cảm thấy là rất là ngoan. Cái nhìn của mình như vậy á. Cho nên khi mà con tôi nó không quen nữa, cái bao nhiêu đứa tôi cũng không hỏi tới, mà con nhỏ này vắng có mấy ngày. Cái tôi cảm thấy tôi nhớ quá, khi tôi điện tôi hỏi thằng con tôi, cái thằng con đó thôi không quen nữa. Cái tôi nghe vậy cái tôi cũng buồn lắm, cái tôi xin số điện thoại. Rồi cái tôi quay tôi hỏi con bé này, cái nó chỉ khóc chứ nó không trả lời. Cái sau cái bắt đầu cái gặp nhau rồi cái mẹ con rồi xúm nhau đi uống nước đồ nói chuyện bát cháo rồi cái sau cái cởi mở tâm tình, cái hai đứa nó quen trở lại. Nếu mà không có bà mẹ chồng, cái cuộc gặp mặt đó, cuộc gặp mệnh đó thì không có chuyện ngồi đây sau 9 năm ngồi đây đâu ha, có hai đứa cháu nữa. Chị có nhớ cái ấn tượng với mẹ chồng của chị không, lần đầu tiên gặp mặt á? Dạ, lúc em và chồng em quen nhau á thì lúc đi chơi á, là bạn trai em có kể là mẹ em là một người, mẹ chồng á lúc đó là còn gọi là bác á, là còn là một người giống như là ba thì bệnh nằm tai biến nằm 5-6 năm, một mình mẹ phải nuôi ba anh em ăn học. Lúc đó chồng em thì mới học xong lớp 12 ra là quen với em. Khi đó thì em cứ nghĩ trong đầu em là một người phụ nữ mà chịu thương chịu khó như vậy, là chắc em nghĩ trong đầu em là mẹ là phải tiều tụy giống như là con cầu vậy đó. Nhưng mà không ngờ gặp mẹ thì mẹ lại ủa chào bác. Rồi mẹ nhìn mẹ cởi mở chứ không có cái gì mà dạng như mẹ vẻ bi quan của một người mà dạng như cực nhọc hết. Mẹ thương, nhìn ánh mắt của mẹ thân thiện mà mẹ cởi mở sởi lởi lắm chị. Cho nên em cũng cảm thấy không có run. Gặp mẹ, mẹ cũng sởi lởi, mẹ vui vẻ. Nên em cũng thấy phần nào là gặp mặt lần đầu tiên không có rung như là trong suy nghĩ của em. Rồi sao về làm dâu thì sao cô? Có đúng như những gì mình dự đoán ban đầu không? Dạ rất đúng. Trong cái quá trình thì về thì nói chung là rất ngoan, có hiếu. Ví dụ như ông xã tôi đau 8 năm, nó nằm một chỗ. Nhưng mà con dâu nó không có biết sợ hay biết gớm gì hết. Thay ông xã nó rồi có lúc nhà cũng có mướn người nuôi, nhưng mà có lúc á thì nó cũng thấy cái tình thương á, nó vô nó chăm sóc ổng. Một điều đó thì cũng ít có người có lắm, nhưng mà con dâu tôi làm được điều hay đó quá. Chị thấy mẹ chồng chị có khác khi mà lần đầu tiên chị gặp không? Tại vì ba mẹ em dạy là ngày đầu tiên về con ráng dậy sớm. Tại vì hồi xưa là nhà em thì em cũng đi học không có làm công việc nhà. Nhưng mà em cũng trước khi về thì em có nói với mẹ là mẹ ơi, con về mà con có việc gì mà con không biết á thì mẹ chỉ dạy con. Tại vì em cũng không biết nấu ăn.
Rồi ngày đầu tiên em về em chỉnh báo thức là 5:30 sáng. 5:30 sáng em dậy ngồi trong ngóc, không có ai dậy hết trơn. Tí nữa 7 giờ dậy mẹ ra mẹ nói trời ơi con dậy chi sớm vậy. Rồi em mới nói con dậy con coi mẹ có phụ gì không, con phụ mẹ. Mẹ nói thôi đi lên ngủ đi. Tự nhiên cái gì mới ngày đầu tiên về, ngày hôm qua không mệt hay sao mà dậy sớm như vậy. Rồi cái tự nhiên bắt em lên ngủ, không cho em làm gì hết. Rồi biết em cũng không có biết làm gì cho nên cái gì mẹ cũng dành mẹ làm hết. Giày dép trong nhà hay là của con dâu hay gì mẹ cũng không có khệ nệ. Dép chưa kịp dơ là nhiều khi mẹ gom hết dép, mẹ chà, mẹ giặt đồ, ủi đồ được cho con dâu với con trai. Mẹ coi em như là một người con gái vậy. Chứ không có, em chưa có cảm giác như là mẹ coi em như là con dâu. Cho nên điều đó em cảm thấy là rất là thương mẹ. Nhưng mà chưa bao giờ em nói được câu đó với mẹ. Những cái điều gì mẹ con hợp nhau nhiều nhất? Trong cái cuộc sống thì thế nào nó cũng có cái sự va chạm. Yeah. Nhưng mà giữa con dâu với mẹ chồng mình như mỗi người có một cái coi như nén lại để cho nó có mọi cái là nó êm trong ấm mà êm hết. Cái đó nó cũng là cái hạp. Ví dụ như giờ ăn uống nè, rồi thời trang nè. Chắc thời trang chắc hợp nè. Ăn uống à, chăm em bé rồi đại khái là ngoại giao này kia đó. Là mình hợp nhau điều gì nhất? Chắc có lẽ là chịu ăn dọn một chút. Mẹ chịu. Con em cũng hay đi shopping lắm. Đi shopping chung rồi có khi là mẹ em thì cũng thuộc dạng dễ tính. Em thì buôn bán quần áo cho nên nhiều khi cái nào mà size bự quá về đưa mẹ mẹ cũng mặc, mẹ dễ chịu lắm. Nhiều khi em đi làm về mẹ cứ gặp mặt mẹ cứ kêu đi ngủ đi, đi ngủ đi cho khỏe. Tại vì thấy em ốm yếu quá cứ kêu đi ngủ thì các em nói con không buồn ngủ. Mẹ nói không buồn ngủ lấy bộ bài ra ngồi đánh bài. Hai mẹ con ngồi đánh bài có khi kêu thêm mấy người hàng xóm nữa, 4 người đánh vậy đó, cũng vui lắm. Rồi em không có nhường mẹ chồng gì luôn hả? Dạ vô xong bài là cờ gian bạc lận mà còn ăn gian nhau nữa, không có nhường gì hết á. Mẹ nhanh hơn á, lanh mắt hơn mình. Vậy thì không biết hai mẹ con mình có những điểm nào chưa hợp nhau không chị? Chưa hợp nhau á là một mẹ em á thì chiều cháu quá. Em với chồng em thì định hướng dạy con theo cái kiểu mà sợ con hư cho nên không có chiều. Ví dụ như là cái nào mà con ngoan thì con sẽ được thưởng, nếu con hư thì con không được thưởng. Nhưng mà bà nội ngược lại thì khi thấy bé khóc cứ xót ruột, cứ nó muốn cái gì cứ chiều. Thậm chí nhiều khi hư, con hư, chồng em muốn đánh thì nội cứ nói mẹ muốn đánh, mẹ cứ bước qua sát tao mày hãy đánh nó. Mẹ cứ vậy. Từ đó chuyện nó xảy ra nhiều không? Có bao giờ mà em không em bước qua luôn không? Dạ chưa bao giờ. Lúc còn trẻ thì mình lo làm ăn, mình con cái mình cũng thương nhưng mình không có chăm rẫm được như cháu nội mình giờ. Nên lắm khi mình cũng biết ông bà nói câu là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng mà biết là biết vậy chứ mà nếu mà ba nó mà chỉ thét lên cho nhỏ tiếng là mình đây mình cũng thấy nhói con tim luôn à. Có khi nào con dâu làm cô buồn, cô không có nói mà cô khóc một mình không? Khóc thì không có khóc nhưng mà lại bắt tức cười, buồn mà lại bắt tức cười. Tại con dâu nó vụng về quá. Tại vì bữa đó ở nhà đang nấu đồ ăn thì nấu canh, canh chua đó. Thì khi có bạc hà đó, con dâu nó thấy mẹ làm cá cái nọ, lợi nó phụ. Mà bạc hà thì chưa rửa, mà cũng chưa tét ra nữa, chưa tước cái ngoài ra. Cô nàng cứ lại sắc nhuyễn ra để mà đóng đó. Rồi bắt đầu cái lợi dòm. Dòm nói ủa trời đất ơi làm vậy ngồi đây mà mình tước hết cái này rồi hết cả buổi mà để ăn sao. Cái mới kêu thằng sợ con dâu nó buồn lâu lâu nó làm cho mình mà giờ vậy nó cũng buồn. Cái kêu thằng trai lại cái nói tại mẹ không biết với cái này mà để cái vỏ đó luôn ngoài ăn ngon hơn. Chị ơi không biết là ở nhà chị có hay dạng là tuổi thân không ta? Dạ tuổi thân thì em cảm thấy là chưa giờ em tuổi thân luôn. Em cảm thấy là em là một người hạnh phúc và một người có phước khi được làm con dâu của mẹ. Em hạnh phúc nhất là khi em đau bụng đẻ đứa bé đầu tiên á, giống như là em nhỏ con nên em đau bụng quá mà em khó đẻ. Khi đó dưới bệnh viện thì có chồng em và mẹ ruột em. Chồng em mới gọi cho về cho mẹ chồng thì nói là mẹ ơi giờ hiện nó đau bụng quá mà nó chưa đẻ được. Xong mẹ chồng em mới chạy xuống liền, mới đuổi chồng em đi chơi điện tử tại vì nói mày chậm chạp quá nên hiện nó lâu đẻ, để tao. Chồng em vừa đi được khoảng 15-20 phút là ở đây em đẻ. Em sanh xong là cảnh tượng đầu tiên khi mà em vừa được cô y tá đẩy ra khỏi phòng sanh á là mẹ em với mẹ chồng em đứng ngoài cửa chờ em. Mẹ chồng em vừa thấy em vừa được đẩy ra thì mẹ chạy lại mẹ ôm em, mẹ hung em. Mẹ nói là
mẹ thương con quá, con giỏi quá. Lúc đó em thấy xúc động lắm, tại vì em vừa sanh con em cảm thấy là mình đã là người phụ nữ hạnh phúc rồi, mà vừa được mẹ chồng thương nữa. Mẹ chồng lại hôn em luôn. Em lúc em thấy là nói chung là em xúc động, mẹ không, cái chuyện đó em chưa giờ kể cho mẹ nghe. Lúc mẹ hôn mẹ không thấy em khóc, nhưng mà khi mà vô đẩy vô tới phòng thì em khóc nức nở luôn, tới nỗi cô y tá bảo sao con khóc, con mới sanh sao con khóc dữ vậy, ý là sợ em có chuyện gì ảnh hưởng. Chắc mẹ không có biết đâu hả ha? Con ha, chắc cái đó khúc đó thì không biết. Tại vì tình yêu của thương của mẹ đâu có đong đếm, đâu có tính toán đâu mà biết. Nhưng vấn đề qua câu chuyện này thấy rằng là bất kỳ ai mà vợ mình sinh á thì đầu tiên ông chồng phải đón trước cửa, có thể ôm hôn vợ hoặc là mẹ chồng, mẹ ruột đứng ôm cô đó thì chắc chắn là cái hạnh phúc nó sẽ dâng trào. Chứ nhiều người đẩy ra nhìn cười há há đẻ rồi hả. Nếu mà hạnh phúc được nối dài với những tình cảm như vậy, những nụ hôn như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ càng hạnh phúc hơn nhiều. Hạnh phúc được nhân đôi đó. Có một cái như thế này, con dâu lúc đó nó còn mỏng hơn bây giờ nữa, có 37 kg à, thành ra là sợ lắm, lo lắm. Nó đang cái thai nghén, nó thích đánh bài chứ thật sự xót ruột lắm, muốn kêu nó đi ngủ á chứ mà hãy la nó thì mình cũng tội, mà nóng ruột lắm. Rồi thấy nó đi sanh, bởi vậy nên thấy nó sanh tròn, mẹ tròn con vuông vậy, mừng phải nói không có một cái niềm nào mà tả nổi hết trơn á. Sao con sớt bớt chút xíu cho con dâu? Giá mà nếu sớt được thì tôi cũng sớt rồi. Thôi đúng ra là em không phải cố gắng ăn uống sức khỏe chứ, nếu mà mỏng quá mà một người cà bá một người mỏng lép á thì chúng ta xem thử xem ông xã của em sẽ nói điều gì nha. Nếu có thể so với lại những cặp vợ chồng khác, có thể là bằng họ sống cả đời với nhau, tại vì 9 năm ở bên nhau là hầu như là ngày nào cũng 24/24. Cảm ơn em rất nhiều, từ ngày đầu mà em quen biết anh cho đến khi mà làm vợ anh rồi sinh cho anh 2 đứa con. Cũng qua chương trình này là con muốn xin lỗi mẹ một số vấn đề, ví dụ như là con phải đi làm, con không có thể ở bên cạnh mẹ để chăm sóc cho mẹ từng ngày từng giờ được. Con chỉ mong mẹ có sức khỏe để mà cho tụi con phụng dưỡng mẹ tới hết đời, và đợi những đứa cháu mẹ lớn là mẹ còn phải dự đám cưới của nó, rồi mẹ phải nuôi chắc nữa chứ. Bây giờ mẹ nuôi cháu không đâu có được. Đời của tôi 65 tuổi tôi thấy cũng vừa, mà cuộc sống cũng rất là mãn nguyện với 3 đứa con. Dù rằng ba nó coi như chỉ có 40 mấy tuổi là đã nằm bệnh rồi, nhưng một tay tôi lo như vậy thì tôi thấy giờ con cái nó ổn định hết rồi, cho nên tôi cũng thấy rất là vui. Hai mẹ chồng nàng dâu này phải nói rất là dễ thương, ai cũng hiểu ai hết, chỉ có cái là cô con dâu cũng dành một ít thời gian ra để có thể chăm sóc mẹ chồng và cũng có nấu một vài bữa cơm ngon cho mẹ chồng ha. Cảm ơn cô với lại em rất là nhiều đã tham gia chương trình. Trong cuộc đời mà nếu còn kiếp sau mà có làm mẹ chồng nữa, tôi cũng ước có một đứa con dâu là cỡ này được cũng đủ được rồi. Nhưng mà dù muốn vậy á, mẹ nói con như vậy nhưng mẹ vẫn nói là tất nhiên không có cái gì tuyệt đối đó, nhưng mà mẹ mong rằng con ngày hôm nay á hơn ngày hôm qua thôi, nhưng mà sẽ kém ở ngày mai tất cả khác mọi mặt hết rồi. Nhưng mong con nấu cháo ngon ngon hơn chút. Con gái có mong muốn điều gì với mẹ? Nói đi. Dạ, em cũng mong muốn là muốn nói với mẹ là một điều là con sẽ cố gắng phụng dưỡng mẹ và lo lắng cho mẹ đến suốt cuộc đời như là một người mẹ ruột của con. Con cũng muốn nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm. Hình như lời này chưa bao giờ con nói được với mẹ bên ngoài. Rồi, hy vọng sau chương trình sẽ có rất nhiều sự thay đổi để mọi người có thể yêu thương nhau bền chặt hơn nữa. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình, chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mà cô có biết rằng con dâu tương lai cô cũng mới học lớp 12 không, đi hỏi chi sớm vậy? Trời ơi, có cô chị cũng dễ thương lắm, người ta giới thiệu, người ta nói đàng hoàng, có cô chị cũng dễ thương lắm, nhưng mà học mới vừa hết 12 cái thì đã gả rồi, cho nên phải canh. Sợ gả luôn. Sợ gả nữa. Trời ơi, tới canh trước ha, đặt chỗ ha. Đặt chỗ trước. Rồi giờ chừng nào mới cưới? Tức là cứ rồi. Sau đó. Sau đó đó. Sau là học hết 12. Học hết 12. Cái mới cưới.
Chào em Si Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả. Mình tên là Phạm Thị Liên, năm nay 62 tuổi, làm nội trợ. 62 tuổi trẻ quá nha. Dạ. Rồi đây là con dâu cưng của mình. Dâu cưng là dâu thứ mấy hả cô hả? Có một duy nhất. Wow. Dạ chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, thì năm nay em 29 tuổi. Thì nghề nghiệp của em là hiện tại là em đang làm ở ủy ban phường. Năm nay thì em làm dâu của mẹ thì mới có 9 năm à. 9 năm, số đẹp quá ha. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình lúc mà chưa về làm dâu á, thì cô có ấn tượng gì không? Nói chung là cô tự đi tìm, chứ con trai cô là nó không có dẫn bạn gái gì nó giới thiệu. Cô ở trên này nhưng mà cái gốc cô ở dưới quê á, ở miền Tây. Cho nên có mấy bà chị giới thiệu là ở đây có bé dễ thương lắm, hiền. Cho nên là cô với con trai cô đi về dưới. Ở đâu cô? Ở Vĩnh Long, giáp với Trà Vinh. Dạ. Nói chung là Trà Vinh đó. Nhưng mà con dâu nó còn nhỏ quá, nó đang học 12. Dạ. Cái cho nên cũng không dám mà đi lỡ con mắt nữa. Cái gặp cái anh hàng xóm gần nhà con dâu nè, cái nhờ ảnh là đi ngang đó coi có cái nhà này có chủ nhà không. Đặng mình đi vô á, sợ ở quê mà người ta hay đi làm vườn, người ta đóng cửa rồi lại đó. Cái nhà cái ông đó mình nhờ cái ông đi về cái ông nín thìn. Sau này hỏi lại là mới biết ông để ý con dâu cô đó nữa, ông cưới cho con trai ông. Trời. Hỏi đúng người quá. Làm mẹ với chồng cứ ngồi chờ cả ngày đó nha. Cái cô ở cũng chỗ nhà mình ngồi quán nước đó, cái cô tội nghiệp không, cái nhà đó tôi quen, để tôi dẫn chị đi đó, cái mới nhờ cô dẫn vô giùm. Vô cái thánh thấy cũng còn nít lắm. Ở dưới nhà miền Tây thì hai bên có hai cái bộ dáng gì nè, cái có cái bàn chính giữa, cô vô cô ngồi bộ dáng này, còn hai đứa nằm lăn lóc bên kia coi tivi tỉnh beo không có nghĩ gì hết trơn á. Nhưng mà cái cô mà giới thiệu đó, gặp cái nó dễ thương mà thiệt, gặp cũng dễ thương thiệt, có cảm tình liền cô hả? Có cảm tình liền. Dạ. Ủa lúc đó là làm mai hai bên chưa biết gì nhau luôn á hả? Chưa biết gì nhau hết. Cái lúc đó chị ấn tượng gì về mẹ chồng tương lai không? Dạ lúc đó thì không có ấn tượng gì, tại mình đâu có biết để mình nhìn hay là để ý gì đâu. Thì lúc đó cứ nghĩ khách tới nhà thì cứ để người lớn tiếp, thì mình cứ thoải mái bên nằm kia. Nằm coi TV hả? Không biết đi coi mắt mình luôn hả? Dạ không. Trời ở ơi. Nhà đâu ai biết đâu. Rồi xong rồi cái ngày hôm sau thì cái cô đó cũng mới nói với mẹ, nói hôm qua là tôi dẫn cái cô đó đó là tới coi mắt con gái chị á. Thì lúc đó là mới biết, thì nói lúc đó thì có chồng với mẹ đi nữa, thì cứ nghĩ là anh chồng là anh sẽ ôm chở hai cái cô này đi không à. Đâu có biết đâu. Lần thứ hai thì mới biết. Nhưng mà cũng ngây thơ lắm. Xuống nó đang làm gì, nằm coi tivi nữa hả? Không, lần này thì bưng nước rồi ra. Lần này người ta biết rồi, người ta có chuẩn bị chứ. Bưng nước rồi ra, ở nhà cũng cam á, trồng cam rồi nhiều á, cái làm cam cái bưng nước ra. Cái cô mà dẫn đi đó, cô mới nói cái kiểu cô nói làm nước kỳ này hơi lợt lạc nha, kỳ sau nhớ làm hơi ngọt ngào hơn. Tức là cái ý cô nói là kỳ sau là phải có tình cảm hơn cái nha. Cái chị nghe chị không hiểu, cái chị vô chị quậy một ly nước đường, chị đem ra ghế vậy ghế thêm, đâu có biết. Nói không ngọt cái tưởng đâu là thiếu đường. Nhưng mà cô có biết rằng con dâu tương lai cô cũng mới học lớp 12 không, đi hỏi chi sớm vậy? Trời ơi, có cô chị cũng dễ thương lắm, người ta giới thiệu người ta nói đàng hoàng, có cô chị cũng dễ thương lắm, nhưng mà học mới vừa hết 12 cái thì đã gả rồi, cho nên phải canh. Sợ gả luôn. Sợ gả nữa. Trời ơi, tới canh trước ha, đặt chỗ hả? Đặt chỗ trước. Rồi giờ chừng nào mới cưới? Tức là cứ rồi sau đó. Sau là học hết 12. Cái mới cưới. Nói chung là bên bà ngoại, bên thông gia người ta cũng không đồng ý. Mình thích rồi mình cũng phải thuyết phục. Thuyết phục. Ủa sao không đồng ý cô? Ta chưa học đại học mà. Dạ. Lúc đó em đang đi học. Có nhỏ rồi nó biết gì đâu cưới. Xong mình nói thôi chị cứ gả đi, mình hứa về trên này là có điều kiện hơn, mình sẽ cho cháu đi học đại học. Đó. Rồi cuối cùng lấy sau có cho đi học đại học không? Có 5 năm. Hay nhà cưới về bắt đầu cho đi học đại học. Hay rồi, hay rồi nha.
Hai mẹ chồng nàng dâu về ở chung với nhau có hợp nhau nhiều không? Dạ hợp thì hợp nhiều lắm. Ăn uống thì mẹ cũng dân miền Tây nên về thì hai mẹ con ăn uống cũng hợp. Rồi mua sắm này kia đồ thì thường thường đi mua sắm thì cũng rủ mẹ đi mua sắm. Nhưng mà mẹ tiết kiệm lắm. Đi rủ đi, đi tới lựa coi giá. Thôi mắc quá mẹ không mua đâu. Thôi về nha con. Rồi vậy là về. 9 năm qua thì có những cái mâu thuẫn nào mà mình cảm giác là nó chưa có hợp nhau giữa hai mẹ con không? Dạ cũng có. Thì đôi lúc thì cũng như là trong chăm con. Thì cái lúc em có bầu á thì em á thì không có thích ăn đồ biển. Nhưng mà lúc đó thì cứ mỗi tuần là cứ mẹ cứ mua đồ biển về à, ăn đi con. Mình á thì mình ngán quá mà mình không có biết từ chối làm sao. Mà tới bây giờ mà em thấy đồ biển là em dị ứng luôn á. Nói đồ biển không thì cũng không đúng. Cho ăn mà cua rồi đó, nghiêu rồi đó, làm cho dạ. Các chất dôi dạ. Nhưng mà năn nỉ ghí thêm mới chịu ăn. Trời ơi, có mẹ chồng dễ sướng quá dạ. Rồi lúc bé lớn thì bây giờ thì bé em ăn được lắm. Thì em thì giống như là muốn cho bé kiêng vậy đó. Còn mẹ thì mẹ cứ tự do. Mẹ nói bây giờ nó muốn ăn nhiều thì cứ cho nó ăn đi. Cứ cấm nó tội nghiệp nó lắm. Thì mình thì mình cứ sợ nó béo phì không à. Cái đó thì cũng không hợp lắm. Rồi mua sắm đồ cho con. Thì mình thì mình nghĩ nít mà cứ mua cho nó mặc vừa cho nó đẹp. Còn mẹ thì mẹ nói nít nó mau lớn lắm. Thì mua vậy rồi cỡ một tháng hay gì xong rồi cái bỏ rồi. Trời ơi tốn công tốn của lắm. Có khi nào cô giận chị chuyện gì không? Dạ em nhớ có một lần đó mới về thì cũng làm cho cả nhà nói chung là một phen khiếp vía. Lúc đó thì về thì mẹ cũng cho đi học. Thì cái trường cũng gần nhà thôi, đi cũng khoảng 10 phút thôi. Thì mấy tuần đầu á thì là cha đưa đi. Thì tại lúc chồng đi làm nên không có đưa được. Thì là ông nội đưa đi là cũng như là cha á. Xong rồi cái là mấy tuần thì cũng quen rồi, cái mấy tự đi. Đi xong cái bữa đó thì cũng đi học. Học xong rồi cái thầy cho về sớm yeah. Thì cứ nghĩ là về sớm nên cứ ở lại giống như là tám với bạn bè xíu vậy đó. Thì cứ nói rồi cứ quên giờ. Ở nhà thì cứ canh tới cái giờ đó là thì con dâu sẽ về. Mà cứ trời sao trễ đâu, có tiếng máy rồi mà không thấy đâu. Thì ở nhà cứ sốt ruột quá. Thì tá quả lên đi tìm. Mà lại trường hỏi á thì nói là cái lớp này á thì người ta cho về lâu rồi. Nói trời ơi lúc đó lại càng sợ nữa. Cha cứ chạy đi ngoài đường á hỏi ơi nãy giờ ở đây có xảy ra tai nạn gì không. Thì lúc đó thì mình tính quen mình đâu biết gì đâu. Cái lúc đó mình về tới sao thấy ở nhà căng thẳng quá. Cái ra mẹ mới hỏi là sao giờ này con mới về. Nãy giờ ở nhà cũng như cha đi tìm rồi đó. Thì lúc đó mình quýnh quá rồi, mình cũng sợ quá rồi. Cái mình cứ nói là bữa nay ở trường con á là cũng như thầy cho học thêm tiết nên thời gian nó dài ra. Mà cái cha nói hồi nãy cha lại trường cha hỏi rồi, thầy nói là cái lớp con về lâu rồi. Cái lúc đó mình đơ luôn, mình không biết nói gì luôn. Giận cũng giận dữ lắm, là sợ mới lên thành phố mà đi lạc hay là có chuyện gì. Dễ thương quá ha. Cha chồng cái đưa con dâu đi học ha. Yeah. Xong cái đó con dâu về rồi dễ thương hay sao vậy đó. Nhưng mà cô lấy cho con lấy con dâu sớm quá đó. Rồi nó còn nít quá rồi nó cũng chắc cũng đâu có lo chuyện gì gia đình. Cái này về chăm hơi cực á. Chăm hơi cực á. Dạ. Như là phải chăm gần như em bé vậy đó. Chăm dâu như em bé vậy đó. Kén ăn lắm. Sáng phải hỏi con dâu ăn cái gì hay là đi chợ. Cái hỏi dâu thích ăn gì mua về. Kén ăn ấm nhấm nhách hả. Nhưng mà nó còn nhỏ nó không có quan tâm đến chuyện chăm sóc gia đình này. Đúng kia rồi. Lúc mình có buồn không con? Cũng có buồn nhưng mà thôi kệ. Cái nói chung là vì thương con. Mình cứ nghĩ thôi con người ta còn nhỏ quá. Mà vừa học xong cái mình đã cưới về nhà mình rồi. Thôi kệ chịu khó một chút. Thông cảm cho nó. Thấy nó làm chuyện nhà lau chùi đồ á. Nhà cửa rồi mình thấy cũng tội nghiệp. Tại vì ở nhà mình cái kiểu mình không có làm gì đó thì mình làm cho nó xong. Cái chia phần. Chia thôi con lau trong buồng hay trong phòng gì đi. Mẹ lau phòng khách cho. Thành thói quen luôn tới giờ. À tức là người ta nói là
À, dạ dâu khỏi ban sơ mới về đó mà không có dạy là coi như vợ quen rồi. Dạ. Thành quen là chỉ nó làm ở đâu nó làm ở đó là quen luôn. Thường á là tuổi trẻ nó cũng hay nông nổi lắm. Có bao giờ mà nó giận về quê luôn không con? Có, đi về quê còn cực cái này nữa. Mỗi lần đi về quê thăm mẹ đây là phải đưa đi. Đưa đi về dưới rồi cho ở cho mấy bữa phải xuống dưới về. Có bao giờ em giận em về mình không? Cũng có luôn. Giận đi về mình nữa. Nó con giận đó, con giận rồi con không muốn về nữa đi giận. Về mình. Chị giận ai? Chị giận ai cô? Ông xã. Dạ giận ông xã. Nhưng mà chị giận vậy rồi chị có nghĩ tới cảm nhận của má không? Thì bỏ đi về quê, về nhà mẹ ruột như vậy thì tội nghiệp mẹ chồng quá. Thì lúc đó mình cũng giận quá rồi, mình không có suy nghĩ nhiều nữa. Dạ. Cứ nghĩ là đi cho bỏ ghét vậy á. Mày dắt ghen nè. Đúng không chị? À rồi lúc đó thì cũng hai vợ chồng cũng đi làm thì thời gian gặp nhau thì cũng ít. À, chỉ gặp nhau buổi tối thôi. Còn ảnh thì kiểu như ảnh nhậu nhiều nên ảnh cứ đi suốt vậy à. Về nhiều khi tới khuya ảnh mới về. Rồi cái mình cũng bực, mình khuyên hoài thì ảnh không có chịu nghe. Rồi cái nên mới giận lên thì cứ xách xe đi vậy đó. Nhưng mà lúc những cái chuyện đó chị có tâm sự với mẹ mình không? Dạ cũng có, thì thường thường cũng có nói với mẹ thì mẹ cũng khuyên. Nói ừ thì công việc nó như vậy đó thì cũng như là thông cảm cho chồng vậy đó. Dâm cái đó cũng vậy, ý cũng khó lắm đó. Phải dạy, chồng con đi quá thì con phải quan tâm chút đàn ông mà người ta thích ngọt. Cho nên là mình phải ngọt ngào về hỏi anh công chưa hay là làm ly nước gì ra mời chồng vậy đó. Bây giờ hơi đỡ đỡ hơn rồi. Mà tại lúc đó về thấy cái mặt là thấy không có thích rồi. Thấy là muốn đuổi ra khỏi nhà rồi. Ôi, có khi nào mà mẹ, tao vợ chồng cãi lộn mà mẹ bên con trai không bên mình không? Dạ không. Nói chuyện em với chồng em đó thì có cãi hay là gì đó thì cũng chiến tranh lạnh thôi. Chứ không có kiểu như là hai vợ chồng mà kiểu gây lộn hay là để hàng xóm đâu biết. Nhưng mà thường thì cô đứng về phía ai? Đứng về hai phía, phải dàn xếp. Dạ im xuôi chứ nói chung thì cũng có nhiều việc hiểu lầm đó, phải nói phân tích thì mệt lắm. Đứng ra phân xử mệt là lấy con dâu trẻ quá cũng mệt đúng không? Đúng rồi, dạy cũng mệt lắm. Vừa chăm sóc vừa dạy dỗ vừa đưa đón nữa. Đó. Như vậy thì qua 9 năm như vậy ở chung nhà thì chắc chắn cũng có những cái điều mà chưa hài lòng lắm. Hôm nay thì em có mong muốn một cái điều gì đó ở mẹ chồng mình không? Thì bây giờ nếu mà có muốn thì mong cho mẹ thì kiểu như mẹ phải giữ gìn sức khỏe hơn. Kiểu như là đừng có tham công việc quá. Thấy việc gì thì cũng muốn làm. Nhưng mà mình thì mình lớn tuổi rồi, phải giữ sức khỏe thì để mới sống lâu với con với cháu được. Không biết là cô có mong muốn chị thay đổi điều gì đó không cô hả? Thì cũng muốn cho nó coi như là đi làm ở phường khóm nào đó. Ở hội phụ nữ giao tiếp tiếp thu đồ, quen với mấy chị đồ học hỏi nhiều hơn. Coi có cái chiêu nào mà để mình giữ hạnh phúc hả cô hả? Giữ hạnh phúc. Rồi cảm ơn cô với em rất là nhiều. Thôi hôm nay thì có mẹ đó, mẹ nói vậy hứa gì với mẹ chồng đi. Dạ thì con cũng hứa sau này thì con sẽ ngọt ngào hơn, sẽ chiều chồng hơn để mẹ vui lòng. Dạ dạ có thêm em bé nữa. Cái này hơi khó. Dạ có một bé. Một giờ đó, mẹ chồng muốn có em bé nữa thì tính sao? À dạ cái này để về bàn lại với chồng cái đã. À cảm ơn cô với em rất nhiều. À, tôi có một kỷ niệm để gửi tặng gia đình. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc nha.